trị bằng công nghệ là bóng da. Thành ra cái da của Mai khi mà lau sạch rồi thì nó vẫn có cái sự bóng, cái độ bóng. Thì cái bóng da, bởi vì khi mà với thời gian chúng ta lão hóa, chúng ta mất đi rất là nhiều thứ, chẳng hạn như là collagen này, elastin này, hay là cơ chúng ta cũng bị chảy xẹt và chúng ta mất những dưỡng chất trong bề mặt da. Thành ra khi mất cái gì thì bổ sung cái đó thôi. Thấy chưa? Là em không còn cái cục này nào quý vị ơi. Cục này nè. Đi là có thiệt. Mọi người thấy sao? Thấy là hãy thay đổi rất là nhiều sau khi làm liệu trình đúng không? Nó sang, dạ. Nó hơn, sáng hồng hơn, rồi lỗ chân lông thậm chí là nó cũng khép lại hơn nữa, thì cảm thấy rất là vui. Cho tất cả mọi người luôn hạnh phúc này, luôn luôn xinh đẹp này, và luôn cảm thấy được nhiều thành công.